Kính thưa ban tổ chức, sau đây tôi xin giới thiệu dự án dạy học STEM tham dự cuộc thi STEM Master Trainer. Tên dự án: Thiết kế lồng đèn tặng trẻ em có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Trung thu. Tên giáo viên dự thi: Phan Trọng Hải, đơn vị công tác: Trường Trung học Phổ thông Nguyễn Huệ. Thì từ nhu cầu thực tiễn cần thiết kế một chiếc lồng đèn để tặng trẻ em có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Trung thu. Từ đó đòi hỏi học sinh có suy nghĩ, tính toán để có thể sử dụng các kiến thức đã học như hình đa diện, khối đa diện trong môn toán hình học lớp 12. Chủ đề được thực hiện để dạy học nội dung đó chính là khối đa diện hình học 12 môn toán. Kiến thức các môn hỗ trợ: thứ nhất, công nghệ 11, bài bản vẽ kỹ thuật, phép chiếu, môn tin học gồm phần mềm Jira, Internet, vân vân. Môn hóa học bài silic, oxy, polymer. Môn sinh học bài hệ sinh thái, vân vân. Môn vật lý khối lượng, hiện tượng đối lưu. Về mục tiêu dạy học, hình thành 4 cái năng lực: thứ nhất, năng lực giao tiếp và hợp tác; thứ hai, năng lực tự chủ và tự học; thứ ba, năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo; thứ tư, năng lực minh họa toán học; và hình thành phẩm chất nhân ái, trách nhiệm. Về tiêu chí đánh giá sản phẩm: thứ nhất phải đẹp, thứ hai là phù hợp với kiến thức nền môn toán, ví dụ như các hình các em thể hiện qua các hình như chữ T, chữ V hoặc là hình khối lập phương, khối lăn trụ, khối hình hợp chữ nhật, vân vân. Và cái sản phẩm thì phải sử dụng được, tức là phải cho các em nó thắp nến và đi đi chơi Trung thu được, và phù hợp với đối tượng sử dụng. Ví dụ như tặng cho các em học sinh lớp 1 á, thì các hình có thể thể hiện qua là chữ T hay là chữ A, vân vân, để các em đang học hình thành các chữ đó. Nếu mà các học sinh lớp 2 thì cái sản phẩm có thể là hình lập phương, vân vân. Về công cụ đánh giá có 3 công cụ: thứ nhất là bảng kiểm, thứ hai là câu hỏi bài tập, thứ ba là rubric. Về phương pháp dạy học chủ đạo thì dạy học theo dự án, phương pháp dạy học hợp tác, và cuối cùng là sử dụng kỹ thuật phòng tranh. Về sơ lược tiến trình dạy học: thứ nhất là xác định yêu cầu của dự án, phần này phải yêu cầu rõ ràng đối với học sinh. Phần thứ hai là nghiên cứu kiến thức trọng tâm, xây dựng bản thiết kế. Phần thứ ba là trình bày bản thiết kế. Phần thứ tư là nghiên cứu chế tạo và thử nghiệm, các em học sinh làm ở nhà 1 tuần. Và cuối cùng là trình bày sản phẩm. Ở hoạt động số 3 và hoạt động số 5 á, thì sẽ được sử dụng kỹ thuật và phòng tranh để cho các em trình bày sản phẩm. Và sau đây là một số sản phẩm mà các em đã trình bày. Lồng đèn thì các bạn mà muốn làm tuyệt vời đúng không các bạn?